Đây anh chị nhìn thấy ha, anh chị về đây ở là rất là yên tĩnh luôn nè anh chị, căn nhà còn rất đẹp luôn. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay xem gì à? Phường 5 của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, để quay giới thiệu cho anh chị mình một cái ngôi nhà rất là đẹp luôn anh chị. Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng anh chị nhìn thấy lòng trong nha. Nhưng mà nếu anh chị mua căn nhà này, chủ sẽ đổ cho anh chị một cái con đường rộng 2m chạy ra tới ngoài đường ô tô luôn. Khoảng cách thì tầm từ 75 cho đến 100m là tới đường ô tô nha anh chị. Ở ngoài đó là gần đường nhựa luôn. Và anh chị thấy nó xấu vậy nè, nhưng mà khi anh chị đặt cọc rồi chủ sẽ đổ cho anh đường. Bây giờ chủ không có chi phí, cho nên anh chị đặt cọc là chủ đổ con đường 2m cho anh chị. Xe gọn gọn nhỏ nhỏ 4 chỗ loại gì đó, nhỏ nhỏ em không biết loại đó, là có thể vô được nha. Còn xe qua lâm thì anh chị chạy vào thoải mái luôn. Cái địa chỉ của mình là phường 5 của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và cái ngôi nhà em giới thiệu cho anh chị hôm nay là mình vô trong cái ngôi nhà này là đường cùng luôn nha anh chị. Nó ở đây là anh chị gì ở rất là yên tĩnh luôn. Nhưng mà được cái xung quanh đây hàng xóm của mình cũng rất là đông nè. Tại đất phường mà, phường thì rất là đông nha anh chị. Đó, ở đây điện nước và wifi thì chủ cũng đã có vô sẵn rồi, cho nên vấn đề đó thì anh chị an tâm. Đó, và đây là cái ngôi nhà của mình đây. Tính từ miếng này nè anh chị, mà ngang qua là 10m48. Và phía sau hậu của mình cũng 10m48 luôn. Và mình có chiều sâu cạnh bên đây đi sâu vào là 18m20, cạnh bên kia đi sâu vào 18m5. Cho nên tổng diện tích hết đất luôn là 194,6m2. Đất ở tại nông thôn đô thị luôn nha anh chị, là full thổ luôn anh chị ơi. Đó, anh chị muốn yên tĩnh thì mình về đây mình ở rất là tuyệt vời luôn. Đây anh chị thấy nhà mình rất đẹp nha. Được cái giờ anh chị thấy đường lông trong, chứ thật ra sau này anh chị mà mua chủ đổ cô cho mình con đường 2m là rất là tuyệt vời. Đúng ra nó tới 2m5 lận, nhưng mà chủ chỉ bao 2m à, chứ thêm 5 tấc nữa chủ cũng ngán tiền đó anh chị. Và đây là em xây dựng mặt tiền của ngôi nhà mình. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây dựng đông bắc, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà của mình mà về tới ngay chỗ trung tâm thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 36 phút, khoảng cách là 27 km. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mình chị về tới đây, thời gian đi là 45 phút, khoảng cách chỉ có 41 km à. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em lấy điểm là bến xe miền Tây, mà anh chị về tới đây thời gian đi là 1 giờ 19 phút, khoảng cách là 76 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết cái ngôi nhà luôn nha. Được cái chủ kêu cũng giá hợp lý anh chị ơi. Đất phường 5 của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, tổng diện tích là 194,6m2 full thổ cư, mà chủ kêu giá 1.200.000. Đó ha. Nếu nhìn chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ này thì anh chị liên hệ cho em theo số điện thoại là 0395454645. Em sẽ dẫn anh chị mình đến xem cái ngôi nhà này, được thì anh chị có thể gặp chủ để mua nha. Chứ giá này thì em thấy nó cũng rất là phù hợp, tại căn nhà mình còn mới và đẹp nữa. Rồi điện nước wifi thì chủ đã vô sẵn, chủ còn phải đổ cho mình cái con đường, do nó lông trong quá nó không có đẹp á, cho nên chủ sẽ đổ cho mình con đường rộng 2m luôn vào tới ngôi nhà mình luôn. Nó nhà mình thì nó vô đường cùng, nhưng mà anh chị ở đây là rất là yên tĩnh phía sau, nhưng mà phía trước cái đường đi vô mình rất là nhộn nhịp luôn, rất là nhiều nhà ở luôn nha anh chị. Nó ở dưới thì chủ cũng có lót gạch rồi, tường thì chủ ốp gạch lên tầm khoảng 1m6 nha anh chị. Đó, còn phía trên thì sơn, ở trên thì cũng có đóng la phong rồi, mình có một phòng khách và một phòng ngay vị trí cửa đi, và có hai phòng ngủ nha anh chị. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên. Đó, nhất là gạch này có cái hoa văn làm cũng rất là đẹp nè anh chị. Giá là 1.200.000. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp thì liên hệ ngay cho em, hoặc là anh chị kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên màn hình luôn, rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem trước. Nếu anh chị thấy ok thì anh chị có thể về rồi gặp chủ để mua nha.
Đây là bên đây là toilet. Còn ở phía trong này nữa thì nói chung là cũng nhà tắm. Đó ha. Cũng đẹp, nhà của phường 5 của thị xã Cai Lậy mà. Từ đây mà anh chị ra ngoài trung tâm của thị xã Cai Lậy thì tầm khoảng gần 2 km hả anh chị ạ? À, ngay quốc lộ 1A luôn á. Chắc không tới 2 km đâu. Rồi đây mà anh chị về ngay chỗ phường 5 á thì tầm khoảng 1,5 km à. Nó anh chị ra ngay chỗ đó thì có nhiều ngân hàng rồi nhiều nói chung là có nhiều tiện ích lắm. Nhưng mà mình đi thêm một tí nữa thì ra chỗ trung tâm của thị xã Cai Lậy thì tầm khoảng 1,8 km đi. Ra đó thì có rất là nhiều ngân hàng rồi có siêu thị cấp mắt đồ này kia có đầy đủ luôn. Ồ, căn nhà phường 5 rộng rãi vậy nè. Tổng diện tích là 194,6 m², full thổ cư luôn. Mà giá chỉ có 1 tỷ 200 triệu à. Nhưng mà có một cái là nó điểm yếu là nó vô con đường cùng ha. Còn xung quanh đây thì không có màu mã gì hết trơn á. Đó. Thế là anh chị nhìn thấy nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là ngay cái khu vực cửa đi luôn. Đó, đây là cửa đồ thì chủ cũng có làm sẵn hết rồi. Đó, ranh giới đồ này kia thì nói chung nhà mình xây cái diện tích toàn hình như muốn hết luôn đó anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy nè. La phong đồ thì cũng đóng đồ hết rồi. Nói chung là rất đẹp. Anh chị cần cái sự yên tĩnh đó thì mình nên mua cái căn nhà này. Nhà của phường. Mà giá là 1 tỷ 200 triệu full thổ luôn. Quá đẹp cho căn nhà này luôn. Nó tiếc có điều là ô tô 7 chỗ mình không vào được thôi. Chứ cái này thì loại gọn gọn thì có thể mình vô được. Tại vì do cái đoạn ngắn á. Chủ nói thì tầm khoảng 70 mét à. Nhưng mà em tự hao cho một tí xíu nữa. Hồi nãy em có vô. Nó có hai đường vô lận. Cho nên thì em tự hao là khoảng 80 mét đi. Đó. Nhưng mà chủ nói chắc có thể là chính xác. Bởi vì chủ có đo rồi. Đang chủ đổ con đường bê tông á. Vô cho tới ngay vị trí nhà của anh chị luôn nè. Nó nhưng mà chi phí giờ chủ không có nha anh chị. Cho nên anh chị đặt cọc thì chủ sẽ đổ con đường bê tông cho anh chị luôn. Đó chắc chắn một điều rồi. Rồi nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là phường 5 của thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang thì anh chị liên hệ ngay cho em nha. Ngang là 10m48, phía sau họ 10m48 luôn. Giờ mình có hai cạnh đi sâu vào 18m20, một cạnh 18m350. Tổng diện tích là 194,6 m², full thổ cư. À, giá là 1 tỷ 2. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp thì liên hệ ngay cho em nha. Rồi em xin chào anh chị ạ. Hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Nó điện nước wifi đều có đầy đủ hết luôn rồi. Cho nên vấn đề đó thì anh chị an tâm luôn.